lý do hoãn xử phúc thẩm vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị đòi nợ 2,4 tỷ đồng. Phiên xử phúc thẩm vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị đòi nợ 2,4 tỷ đồng bị hoãn do nguyên đơn gặp vấn đề sức khỏe. Ngày 23 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền và tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa bà Đặng Thùy Trang, nguyên đơn, và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bị đơn. Tuy nhiên, hội đồng xét xử quyết định hoãn xử phúc thẩm hôm nay do bà Trang có đơn xin hoãn phiên tòa và đại diện ủy quyền của nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Trao đổi với Ngôi Sao, bà Trang cho biết bị ngộ độc thực phẩm, sức khỏe không đảm bảo nên gửi đơn xin hoãn tòa. Phiên xử này dự kiến mở lại ngày 7 tháng 11. Trước đó, trong đơn khởi kiện vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền, bà Đặng Thùy Trang cho hay từ tháng 6 năm 2017, Thùy Tiên biết bà là bầu sâu, nhà đầu tư cho một số thí sinh tiềm năng của cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Do cần tiền để tham gia cuộc thi này, cô chủ động đề nghị bà giúp đỡ và cho vay 1,5 tỷ đồng để đầu tư trang phục với mục tiêu vào top 3. Sau nhiều lần cô liên hệ, ngày 12 tháng 7 năm 2017, bà đồng ý cho vay. Thời điểm này, chồng bà mới bán ô tô và có tiền mặt nên đưa trực tiếp cho Thùy Tiên mượn. Sợ vợ không đủ khả năng thu hồi nợ nên lúc đưa tiền, chồng bà có nhờ bạn là ông Nguyễn Quang Trọng đứng ra ký biên bản xác nhận nợ ngày 22 tháng 7 năm 2017. Với tư cách bên cho vay, bà Trang là người làm chứng. Trên giấy xác nhận nợ, Thùy Tiên đã ký, điểm chỉ và ghi rõ đã nhận đủ tiền. Theo thỏa thuận trong bản nhận nợ, Thùy Tiên phải trả tiền trong thời hạn 1 năm từ ngày ký, mỗi tháng bên vay thanh toán một phần. Tuy nhiên, hết thời hạn trả nợ, ngày 21 tháng 7 năm 2018, người đẹp không thanh toán số tiền nêu trên. Nguyên đơn cũng cho biết đến cuối tháng 4 năm 2019 được Thùy Tiên hẹn đến quán cà phê tại Văn Thánh, quận Bình Thạnh để trả tiền. Trong buổi gặp mặt, Thùy Tiên và những người đi cùng có mang theo tiền và họ yêu cầu tôi cho xem bản chính giấy xác nhận nợ. Lợi dụng sơ hở của tôi, bà Tiên tự ý giật giấy xác nhận nợ và xé nhằm mục đích hủy chứng cứ vay nợ, bà Trang viết trong đơn kiện. Ngoài ra, bà Trang cũng cho rằng Thùy Tiên đã phát ngôn trên nhiều báo với nội dung không đúng sự thật về mình như dụ dỗ các thí sinh tiềm năng ký hợp đồng vay nợ, mua giải. Người đẹp cũng tố cáo lên công an cho rằng bà Trang cùng đồng bọn dùng thủ đoạn để lừa mình, ký giấy nợ khống rồi đe dọa đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản. Tất cả phát ngôn của bà Tiên trên các bài báo là hoàn toàn bịa đặt. Nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tôi, bà Trang nêu, đồng thời đề nghị tòa tuyên buộc Thùy Tiên phải trả khoản tiền nợ 1,5 tỷ đồng và bồi thường tổng cộng 932 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, mất hợp đồng với đối tác và các chi phí đi lại làm việc với cơ quan điều tra. Ngoài ra, nguyên đơn còn yêu cầu tòa buộc Thùy Tiên phải đăng thông tin cải chính, xin lỗi trên báo. Kết thúc phiên xử sơ thẩm hôm 31 tháng 5, hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận yêu cầu của bà Đặng Thùy Trang về việc đòi Thùy Tiên trả hơn 2,4 tỷ đồng, bao gồm 1,5 tỷ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường. Tòa cũng bác yêu cầu đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm số tiền 14,9 triệu đồng của bà Trang. Bên cạnh đó, tòa cũng cho rằng không có căn cứ buộc Hoa hậu Thùy Tiên phải xin lỗi công khai bà Trang, bởi Thùy Tiên có quyền trả lời báo chí. Nếu bà Đặng Thùy Trang cho rằng bài báo không đúng, ảnh hưởng tới mình thì có quyền yêu cầu cơ quan báo chí đính chính. Sau phiên xử sơ thẩm, ông Nguyễn Công Phú, người đại diện theo ủy quyền của bà Đặng Thùy Trang, có đơn kháng cáo bản án của Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thùy Tiên sinh năm 1998 ở thành phố Hồ Chí Minh, người đẹp đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế ngày 4 tháng 12 năm 2021 tại Bangkok, Thái Lan. Cô từng được vinh danh gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Thời gian đương nhiệm, cô bận rộn với nhiều lịch trình. Cô từng đến các nước như Peru, Ecuador, Colombia và tham gia hoạt động thiện nguyện ở nhiều tỉnh thành, ghi hình talk show ở Việt Nam. Hiện cô theo học thạc sĩ ngành quản trị nhà hàng khách sạn của Đại học Quản trị Du lịch Khách sạn Thụy Sĩ, SHMS University Center. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.